Con đỏ chí. Ủa, ai lồng tiếng hai đứa mình vậy? Ô bù, cá linh chi. Cháu nì mô phong nì yào phong mà à quá hai lộ. Thằng chim lỏ, hôm nay mày phải trả giá những gì mày đã gây ra cho ta. Chỉ vì meme chim của mày được quá nhiều người sử dụng mà đã làm lu mờ hater mây mờ meme doge của tao trở thành dĩ vãng trong một thời gian dài. Hãy dùng bài Zugi meme để quyết định thắng thua ngày hôm nay đi con đỏ chí. À, hóa ra là quảng cáo trá hình, đúng là YouTuber biến chất. Hu ke hu ác, thế kỷ 22 rồi phải quảng cáo mới có ăn. Bộ mày chưa thấy quả dưa leo biết ăn si mà phản động à? Cũng hợp lý đấy, đến là đón, thích thì chiều. Chốt kèo nhé, thắng làm vua thua xóa meme. Thế muốn đánh tiến lên hay là lá tả? Bắt đầu trận đấu, tao sẽ là người đi trước. Triệu hồi 3 lá bài ma thuật và xét một quân bài. 3 lá này sẽ cấu 1 lá 500 LP máu của đối phương. 3 lá tấn công. Không biết bị trừ máu thì mình có đau không nhỉ? Kết thúc lượt. Đau đấy con đỏ chí, giờ đến được tao. Triệu hồi lá IQ vô cực, lá này giúp tao có thể triệu hồi một bài ở trên bộ bài của tao. Kích hoạt nó và triệu hồi lá bài cô tiên. Lá bài này sẽ mang hiệu ứng triệu hồi lá bài sao kê lên tay. Triệu hồi lá bài sao kê, lá phép này sẽ giúp chim thu hồi một lá bài trên tay đối phương và cho nó chim cút về bộ bài. Kích hoạt sao kê và thu hồi lá bài còn lại ở thằng vàng. 26 số la chào anh em nhé. Không những thế, lá bài cô tiên có thể lật ngửa lá bài úp của đối thủ ở trên sân. Kích hoạt. KKK, mày đã lật trúng Rickroll. Lá bài này sẽ giúp tao giật lá bài từ tay mày và kích hoạt nó ở sân bài bên tao. Cho mình xin. Mặc dù tao không bị trừ LP nhưng mày tạo sự chênh lệch về lá bài trên tay khá khôn ngoan đấy. Giờ đến lượt tao. Kích hoạt lá bài mãi là anh em. Lá này khiến cho hai bên rút máu xuống còn 4.000 LP, đồng thời cả hai phải rút thêm 2 lá mỗi người. Tiếp đó tao sẽ triệu hồi 2 lá là Colontino và thợ xây lâu đài tình ái. Bố tao là Colontino. Kích hoạt thợ xây để lấy lá lâu đài tình ái. Tiếp tục nữa, tao sẽ dùng thợ xây lâu đài để tấn công cô tiên, tiêu diệt lá cô tiên và mày sẽ bị trừ 500 LP. Cuối cùng tao sẽ xét thêm một lá bài và kết thúc lượt. Giờ đến lượt tao. Rút thêm một lá. Sau đó tao sẽ kích hoạt lá bài lắc. Lá này sẽ làm hai người chơi rút một lá bài lên tay và bỏ một bài trên tay xuống mộ. Tiếp đến triệu hồi lá Yasuo, ra lệnh cho Yasuo đánh thợ xây lâu đài tình ái và trừ 300 LP vào điểm đối phương. Khoan dừng khoảng 2 giây, bên sân của tao có lá lâu đài tình ái với hiệu ứng nhận được một nửa sát thương gây ra, vị trí tao chỉ bị trừ có 150 LP. Xét một lá bài và kết thúc lượt đấu. KKK, tưởng gì hóa ra mày chỉ gấu được có 150 LP, đúng là non mà xanh lắm, còn không đủ để gãi ngứa tao. Bốc lên một lá và kích hoạt lá kẹo kim cương. Lá này trừ 2.000 LP vào điểm của tao nhưng thay vào đấy sẽ búp lá Rickroll của tao tăng thêm 2.000 lực chiến. Tiếp đó tao triệu hồi lá bài Khoa Bắc. Lá này có hiệu ứng triệu hồi lá bài xe tăng ở trên tay tao. Bước tới để gặp anh John, tìm đông đá mình con, tìm anh ở bên mẹo, người nhỏ mà tìm to. Tiếp đến tao sẽ dùng Rickroll để tấn công Yasuo. Cơ mà lá Yasuo của tao có hiệu ứng kích hoạt tường gió và tao có thể hất tung lá Rickroll và đưa nó về tay của tao. Trên đấy nhưng tao kích hoạt lá bài xét trước đó là lá đéo ai quan tâm. Lá này phủ nhận tất cả hiệu ứng và khóa mõm lá bài của mày và mày sẽ bị trừ 1.200 LP như thường lệ con đỏ chí. Tao có thể kích hoạt lá bài xét ở sân tao là lá tham lam. Lá này sẽ giúp tao rút thêm 2 lá lên tay từ bộ bài. Mày đã hết sạch bài ở trên sân trong khi tao vẫn còn lượt tấn công. Xong đời mày rồi nhé chim lỏ. Tao ra lấy hoa phúc tấn công. Kích hoạt lá bài bất lực. Lá này tự động kích hoạt lên sân đi nó trên tay tao kể cả có ở lượt của mày. Không những vậy lá này sẽ kết thúc lượt chiến đấu của đối phương. Không sao. Sân bài của tao còn nhiều lá quái thú mạnh. Mày vẫn chưa đủ trình để hạ bệ tao. Nhìn lại sân bài đi, tao có tận 3 lá bài với sức tấn công và phòng thủ mạnh trong khi bên sân mày chỉ có một con quái thú thép diêu. Với chỉ một lượt mày không thể nào cản phá được tao như cái cách cản được Ma Gaming. Bây giờ xin thua là vừa đó chim lỏ. Nó nói đúng, mình chỉ còn lá bài rác ở trên tay và không thể chống cự được vào lượt của nó. Chỉ còn cách đặt niềm tin vào lá bài tiếp theo thôi. Tao triệu hồi lá bài vừa lấy là lá giảng hòa. Kích hoạt lá giảng hòa, lá này sẽ trừ 2.000 điểm gốc của tao, nhưng thay vào đấy sẽ đẩy tất cả lá quái thú về bộ bài. Tiếp đến tao kích hoạt lá ba đời trị xương khớp, lá này sẽ cấm mày tấn công tao trong vòng một lượt. Sau đó tao xét một lá bài và kết thúc lượt đấu. Chết tiệt, không ngờ nó lại có thể lật kèo bằng một lá bài như vậy. Tỷ lệ chiến thắng của nó số âm nhưng tỷ lệ may mắn của nó lại là số dương trăng. Nhưng không sao, mình có cách để chiến thắng thằng chim lỏ này. Tao sẽ rút một lá và xét lá đấy. Kết thúc lượt.
rút trước một lá. Sau đó tao kích hoạt lá bạn tôi ơi. Lá này sẽ có quyền điều khiển hay kích hoạt một lá bài bất kỳ ở trên sân ngoài trừ tấn công ra. Kích hoạt và tao chỉ định lá bài đang úp của mày. Là lá vịt bối rối. Vậy thì tao sẽ kích hoạt lá vịt bối rối. Lá này sẽ thu hồi tất cả bài ở trên sân và tay người chơi rồi thu hồi về bộ bài trừ lá vịt bối rối ra. Không những vậy cả hai bên sẽ cùng rút 5 lá lên tay. Tiếp đến tao sẽ triệu hồi lá chuyên gia đọc lệnh vẩy nến tựa lư hạt dưa. Lá này có hiệu ứng phá hủy bất kỳ một lá quái thú nào ở trên sân. Kích hoạt nó và chỉ định phá hủy lá vịt bối rối. Sau đó tao ra lệnh cho vẩy nến tấn công đối phương, trừ thẳng 1200 LP vào điểm của mày. Để tao đoán nhé. Hiện tại mày hết quyền tấn công ở lá bài vẩy nến và trên tay của mày toàn là bài rác không có năng lực tấn công đúng không? Mặc dù tao còn gần 700 LP nhưng xong lượt này thì tao sẽ là người tấn công mày và trở thành người chiến thắng. Mày luôn nói đúng, nhưng hãy đọc kỹ lá bài vẩy nến của tao đi. Ngoài việc phá hủy một lá quái thú ở trên sân đối phương ra thì nó có quyền triệu hồi thêm một lá quái thú dựa vào lá phá hủy và tiếp tục lượt tấn công. Tao triệu hồi lá bà mẹ 2 triệu từ bộ bài lên và đánh thẳng vàng hết điểm. Sao quen cái thứ gì không ngay? Tại sao tao có thể thua được? Hay là do tao là fan MU 20 năm nên mới thua mày? Vấn đề không nằm ở việc mày fan MU hay là Achilles Celan. Thứ khiến mày thua chính là sự tham lam. Trong khi nhiều con chó khác từng ngày bị bế lên dĩa với giềng xả, mỗi ngày phải đối nạn với việc bị hách chó thì mày lại đòi ăn thua với tao về chuyện nổi tiếng. Việc tao thắng không phải là do may mắn mà vì tao xem trò chơi những lá bài là khuôn khổ mang lại niềm vui và giải trí. Nào anh bạn đừng sống người nữa, hãy sống chó lên. Chạy và sủa cho đáng một đời chó nào. Đừng theo những thú vui đàm tếu qua loa của con người nữa.